Mẹ hôn, sao đi hết hôn nhỉ, lấy đùa này. Nhìn người ta đáng yêu như thế này mà lại bảo là hết hồn. Chứ những lúc dọa ma ra thì lúc nào em đáng yêu? Nhìn như em bé thế này. Mọi người nhìn. Nhìn gì quá. Nói chung trừ những lúc em xấu ra lúc nào em đẹp trai. Thẳng và thật như thế. Nhưng mà chưa lúc nào đẹp trai. Em bé của mọi người đã già rồi. Nói chung là để mà nói thì cái gì thì không có, nhưng tự tin thì có thừa. Thế cho nó nhanh mọi người ạ. Cái gì thì tự tin lúc nào có thừa luôn, không phải nghĩ. Trời đất ơi, chị thương quá. Con gái nhà ai mà đáng yêu quá vậy.